Hello, Dung xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Dung xin được trao đổi với tất cả các cô chú, anh chị và các bạn về những cái lăn tăn trong cái con người của Dung á. Có nghĩa là Dung cảm thấy là Dung chưa có hoàn thiện cái gì đó, cho nên hôm nay Dung xin được chia sẻ là cái video trước á là Dung cái video trước á là Dung mua livestream và Dung có nói trong video là sắp tới Dung sẽ dùng cái livestream đó để đi review những cái nơi mà Dung sẽ đi đi chơi, hoặc những nơi mà Dung đến cũng có khung cảnh đẹp vào cái mùa hè. Thì Dung có một bé gái 14 tuổi thì đi đâu cũng hai vợ chồng với lại đứa bé gái nó đi chung nhau thôi. Đứa con trai lớn thì nó có bạn gái, đi đâu là bây giờ nó tách riêng, nó không muốn đi chung nữa. Thì Dung có hứa với con gái là hè Dung sẽ cho con gái đi chơi. Nhưng mà sau cái video đó thì thực ra là có một cái sự cố xảy ra ở ngay tại trong nhà Dung luôn. Là con gái của Dung nó bị trẹo cái chân, chính xác là trẹo cái xương đầu gối á, cho nên bé phải ở nhà dưỡng bệnh trong suốt mùa hè qua, bó chân là trong suốt mùa hè qua, và bác sĩ nói là không có được đi đứng nhiều trong cái thời gian đó là để cho cái chân nó phục hồi á, cho nên cái thời gian qua đối với bé là phải nói là rất là bị sốc. Bé phải đi đứng ở trong nhà bằng cách là phải ngồi trên cái xe lăn của cái người lớn tuổi á, bé đi bằng cái chân còn lại, hoặc là có những lúc bố mẹ phải giúp đỡ cho bé để làm những cái công việc cá nhân. Cho nên cái thời gian qua phải nói là năm nay gia đình Dung là không có mùa hè dành cho bé, thì cho nên có không có cái những cuộc đi chơi diễn ra được. Thì gia đình Dung cũng có an ủi động viên bé, nó thôi để dịp khác thì bố mẹ sẽ cho con, sẽ bù lại cho con. Cho nên có những cái á, các bạn khi mà mình nói trước thì mình bước không qua, thật sự là như vậy. Cho nên Dung sẽ không có dám hứa cái gì nữa đâu trong cuộc sống của Dung. Dung sẽ không nói trước cái gì nữa hết. Tại vì khi mà mình nói mình sẽ không có làm được, mình cảm thấy mình áy náy trong lòng lắm. Thì trong cái suy nghĩ của Dung á, làm cái vlog này, làm cái kênh YouTube này á, Dung có rất là nhiều ý tưởng. Nhưng mà có những cái thì đủ duyên thì Dung sẽ đủ duyên, có nghĩa là mình cảm thấy là cần thiết và chín mùi trong cái suy nghĩ cũng như trong cái hành động của mình, hoặc là đủ duyên thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn trong cái ý tưởng đó thì Dung sẽ làm. Thì ý của Dung á, là Dung sẽ muốn đóng góp cho cộng đồng người Việt của mình từ ở Việt Nam qua Mỹ mới mẻ. Mọi cái gì cũng phải làm quen và trải nghiệm. Cho nên Dung muốn là Dung sẽ đóng góp một phần nhỏ bé gì đó để Dung giúp đỡ cho tất cả quý vị ha. Thì thực tế trong cái cuộc sống của Dung, trong cái công việc hàng ngày của Dung đi làm cũng vậy nữa, Dung đã và đang giúp đỡ nhiều nhất là các chị. Rồi cô cũng có trong cái khía cạnh, trong cái phạm vi và cái khả năng của Dung, là cái nơi mà Dung làm việc á, thì có những cái trường hợp chẳng hạn như người ta cần việc làm. Hôm nay cái clip này Dung sẽ dành nói về những cái công việc ở Mỹ khi mà người Việt Nam mình mới qua và mình không biết làm gì và bắt đầu từ đâu. Thì Dung đã trải nghiệm, Dung đã trải qua cái thời gian đó. Thì Dung sẽ chia sẻ với tất cả những cái gì mà trong cái phạm vi là Dung được hiểu biết và góp nhặt được trong cuộc sống của mình. Thì cái nơi mà Dung sống á, là Nam Cali. Ở đây thì người Việt rất là nhiều. Thì cái công việc cũng dành cho người Việt mình á, và xin việc làm cũng rất là dễ và rất là nhiều, và có rất là nhiều lựa chọn. Thì cái phía bên Bắc Cali á,
San Jose hay là những cái nơi mà có tuyết hoặc là những cái nơi mà người Việt mình sinh sống ít, thì không biết là có báo Việt, có báo của người Việt Nam mình hay không thì Dung không biết. Dung chỉ biết cái phạm vi mà Dung sinh sống thôi. Thì hôm nay Dung xin giới thiệu với tất cả các bạn, các cô chú, khi mà mình Việt Nam mình mới qua, mình không biết bắt đầu từ đâu, thì tất cả mọi người hãy biết tới, thứ nhất là để cho mình cập nhật được cái tình hình hiện tại, thứ hai nữa là mình sẽ biết được những cái gì mình cần làm trong cái cuộc sống mình, trong cuộc sống mới mẻ khi bắt đầu ở Mỹ như thế nào. Thì mọi người nên tìm cái tờ báo Người Việt này. Cái tờ báo Người Việt này, thì cái trong cái báo Người Việt này á, là có rất nhiều thứ để cho mình có thể tìm hiểu. Ở Việt Nam mình á, thì có cũng có nhiều báo lắm, tin rao vặt cũng rất là nhiều. Nhưng mà khi mà Dung mới bước chân qua Mỹ á, Dung tìm hiểu cái báo á, thì Dung thấy có báo Người Việt. Và Dung mở ra Dung xem thì Dung thấy là nó đa dạng lắm, nó rất là nhiều thứ ở trong cái tờ báo này. Tin tức cũng có nè, tin tức khắp mọi nơi đều có hết. Và trong cái tờ báo này á, đặc biệt chú ý là cái phần rao vặt. Tại vì cái phần rao vặt của nó rất là đa dạng và phong phú, nhiều hơn báo ở Việt Nam mình rất là nhiều. Cho nên khi mà mình lăng tăng về công việc, mình không biết làm cái gì, mình không biết bắt đầu cái gì, thì mình cứ đọc báo đi. Hôm nay mình đọc, mai mình đọc, ngày này qua ngày khác, rồi mình tới một lúc nào đó mình sẽ tìm được những cái công việc để thích hợp với mình và gia đình mình đó. Cho nên hôm nay Dung muốn chia sẻ tất cả mọi người về cái rao vặt của báo Người Việt ha. Thì không phải là hôm nay Dung có thể nói rằng là hôm nay là Dung đọc báo giùm bạn đi. Tại vì khi mà bạn chưa có qua Mỹ, bạn cũng không biết là bên này nó diễn ra như thế nào, cuộc sống nó như thế nào, hoặc là con người muốn tìm hiểu xung quanh cuộc sống mình nó như thế nào. Thì giờ Dung muốn chia sẻ cho các bạn về những điều như vậy. Thì Dung sẽ lướt qua những cái không cần thiết ở trong cái báo ha. Chẳng hạn như là những cái tin tức thì Dung cho là nó không cần thiết nếu mà mình có thời gian mình đọc qua. Nhưng mà cái clip hôm nay là Dung nhấn mạnh về cái công ăn việc làm của người mới bắt đầu khi sang Mỹ. Thì cái vấn đề mà nhà cho thuê nè, nhà cho thuê cũng cần thiết đó các bạn. Thì trong này nó đăng là nhà nào cho thuê, bao nhiêu tiền và ở đâu là có đầy đủ hết. Rồi cái apartment và condo cho thuê thì cũng có đủ hết. Nếu mình có khả năng gia đình mình ở chung hết tất cả thì mình nên thuê một căn hộ mà mình ở chung hết, thì chia ra xe tiền ra thì nó cũng ok. Rồi phòng cho thuê cũng có rất là nhiều luôn, phòng cho thuê, các loại phòng cho thuê. Nhưng mà cái đặc điểm phòng cho thuê ở Mỹ á, là có một số gia đình chẳng hạn như là người ta dư một phòng cho thuê thì người ta không muốn mình sinh hoạt chung với gia đình của họ, thì người ta có cái đường đi riêng cho mình và người ta không muốn mọi cái dính dáng với người thuê á. Người ta chỉ đơn thuần cho mình thuê để mình ngủ thôi, thì người ta đề rất là rõ luôn là cho thuê, dư phòng cho thuê là nữ độc thân hoặc nam độc thân hoặc hai vợ chồng hoặc là có một người con. Nói chung là cái yêu cầu người ta để ra rất là rõ ràng cho mình luôn. Hoặc là có những nơi á, người ta không có cho giặt giũ ở nhà. Ở nhà mình ở đó, mình phải đi ra những cái chỗ giặt giũ công cộng á, mình giặt giũ ở đó. Thì nó có cái hạn chế là như vậy, là người ta sẽ không cho mình giặt giũ trong cái gia đình mà mình sống chung với họ trong một căn nhà. Hoặc có nơi á, người ta sẽ không cho mình nấu ăn, coi như chỉ ngủ only thôi, không cho giặt giũ, không cho nấu ăn. Lúc mà mình mới qua thì thật sự là mình rất là sốc và rất là lạ về cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà tìm hiểu thì người ta hoặc là
cái sinh hoạt của gia đình người ta không tiện á, người ta không muốn chung đụng, người ta không có muốn, người ta chỉ muốn cho mình thuê một phòng đơn giản là để ngủ thôi. Thì các bạn khi mà các cô chú, anh chị và các bạn mới qua cũng đừng có sốc vì cái điều đó, mình phải làm quen. Thì có những cái nơi công cộng để mình giặt giũ á, và mình sấy đồ tại chỗ mình mang ra giặt, rồi mình sấy đồ rồi mình mang về là mình mặc bình thường thôi, không cần phơi, không cần ủi. Nếu mà có những cái loại đồ không cần ủi thì cũng rất là tiện ha. Từ nãy giờ vô đề mà Dung quên uống nước, hơi khô miệng mới phát hiện ra. Thì vẫn cái món nước mà Dung rất là ưng, rất là ngon. Đây, có 2 ly, mình 1 ly và cameraman 1 ly. Mời cameraman uống. Cho mình uống nước chút xíu nha các bạn. Rất là ngon. Cái này là trà sữa đường đen, rất là béo ngọt. Mời tất cả các bạn nha. Thơm lắm, thơm ngon. Dung thích nhất là nó không có ngọt nhiều, nó ngọt rất là vừa. Trân châu rất là dẻo. Rồi mình đã nói xong về vấn đề thuê nhà, thuê phòng ha. Thì cái hạn chế thuê phòng là như vậy ha. Như nhà Dung mới qua Mỹ á, thì nhà Dung á, 4 người trong một cái căn phòng. Thì cái nhà vệ sinh á, cái nhà vệ sinh mình sử dụng chung với một, với hai vợ chồng của anh chị, cái phòng kế tiếp, kế bên. Còn bếp á, thì mình có thể mình nấu chung với chủ nhà. Thì ở như vậy khi mà mình chia tiền ra, mình đóng cho chủ nhà, thì cuộc sống mình á, thì nó cũng dư dả. Nói chung là ở Mỹ á, nếu mà mình qua đây bằng tay trắng á, thì mình chịu ở khổ thì mình mới dư tiền. Còn nếu mà mình ở sướng thì mình sẽ không có dư tiền. Ở sướng thì tiền nhà nó rất là cao. Rồi cái mục kế tiếp mà Dung, cái phần mà mua bán xe, cái phần mà mua bán xe hơi ấy, thì Dung có một cái clip vừa rồi á, là cái clip đổi xe ở Mỹ có dễ không á, thì nếu mà ai muốn tìm hiểu về vấn đề đổi xe á, thì mọi người vô trong đó xem clip ha. Thì mọi cái Dung đã nói trong đó rồi. Còn bán nhà thì mình, khi mình mới qua mình đâu có tiền đâu mà mình bán nhà, đúng không? Nhưng mà cũng có một số anh chị khi mới qua Mỹ thì sẽ mua nhà. Tại vì mình có tiền ở Việt Nam mình mang qua thì có thể mình mua nhà. Thì điều đó rất là tốt rồi. Như Dung có biết một chị á, thì chị ở quận nhất, thì chị qua Mỹ. Chị cũng mua căn mobile home đầu tiên cũng 100 mấy chục ngàn á. Sau đó nghe nói là chị bán cái căn đó rồi, nhưng mà mình đã có tới mình xem thì phải nói là mang tiếng mobile home. Nhưng mà cái thời đó cái nhà nó chưa có, 2-3 năm về trước cái nhà nó chưa có cao giá đó, thì cái căn mà 100 mấy chục ngàn thì phải nói là rất là sang trọng luôn. Nhưng mà nghe nói bây giờ chị đã bán đi và chị mua nhà hao rồi. Thì những ai mà có điều kiện á, có tiền á, ở Việt Nam mang qua thì Dung không có dám bàn tới ha. Thì Dung chỉ bàn tới cái khả năng là ở những cái khía cạnh đó, là những cái người á là qua đây kiếm việc làm để sinh sống và để nuôi con. Chứ giờ còn ai mà có vốn sẵn hay là có học thức sẵn hay có bằng cấp sẵn thì Dung không có dám bàn tới, tại cái đó là phạm trù, phạm vi nó rất là rộng. Mỗi người mỗi cái suy nghĩ. Dung chỉ suy nghĩ đơn thuần á, Dung muốn chia sẻ về những cái khả năng của các anh chị nào mà như khả năng Dung trở xuống thôi. Tại vì á, qua đây là chủ yếu là tìm công việc thích hợp để làm và có tiền để lo cho gia đình của mình thôi. Nếu mà anh chị nào á mà có cái điều kiện mà có tiền mà mang qua Mỹ á, mà muốn có cái công việc để mình làm, mình tự kinh doanh á, mình làm chủ á, thì trong này cũng có cái mục là sang nhượng cơ sở.
thì sang được những tiệm nail rồi tiệm spa rồi tiệm tóc rồi nhà hàng quán ăn rất là nhiều luôn, tiệm thuốc tây rồi nói chung tiệm nail á sang rất là nhiều, nó chiếm thị phần rất là nhiều, rồi sang nhà hàng cũng rất là nhiều luôn. Nói chung là nó có đầy đủ trong cái báo cho mình hết, để mình có thể mình tìm một cái nơi nào đó thích hợp với mình ha. Cái mục mà sang nhượng cơ sở để làm là phải nó chiếm nguyên một cái tờ báo luôn á, rất là nhiều luôn á. Rồi việc làm nữa nè các bạn, việc làm là có bạn có thể qua đây, nếu mà bạn có cái nghề massage thì bạn sẽ làm nghề massage, rồi nếu mà bạn làm có nghề xăm thì bạn sẽ làm nghề xăm xăm mắt môi chân mày đó, rồi rồi có tuyển phóng viên nữa nè cả nhà, rồi nói chung là rất là nhiều cái công việc để mình chọn ha. Rồi thợ máy biết sửa xe xe chất nè, rồi người ta cho mình học địa ốc phi nữa, rồi pharmacy cần một người để làm full time nhưng mà phải biết nói tiếng Mỹ. Cái vấn đề mà tiếng Anh ở Mỹ, Dung sẽ dành một clip sau, Dung sẽ chia sẻ với tất cả các bạn ha, nó rất là quan trọng luôn, và quan trọng như thế nào Dung sẽ chia sẻ với các bạn ở clip sau. Rồi các bạn có thể xin việc vô những cái chỗ bán hàng như là nhà hàng quán ăn. Nói chung là các cái bạn sinh viên á, khi còn trẻ mà mới qua đây á, dễ xin nhất á, nhất là các bạn nam ha, bạn nữ cũng dễ xin lắm. Là các nhà hàng quán ăn thì người ta cần cái sức trẻ để bồi bàn á, để phục vụ ở tại bàn á, rồi biết tiếng Anh thì càng tốt để mình nhận order á. Còn các cô chú mà lớn tuổi nhà hàng người ta cũng nhận, nhưng mà mình sẽ làm ở phía sau bếp, chẳng hạn như phụ bếp, phụ rau, phụ rửa chén hay là quét dọn vệ sinh hay cái gì đó là người ta nhận hết. Quan trọng là mình có sức khỏe, mình có chịu đi làm hay không ha. Rồi có công việc của dành cho người thợ may nữa đó các bạn. Nhưng mình làm thợ may ở Việt Nam, nhưng mà mình qua Mỹ mình không có chọn nghề may đồ mà mình chọn là sửa đồ, tại vì sửa đồ đó, giống như ăn mì gói vậy đó, nhanh gọn lẹ, không có cần mất thời gian nhiều cho nó, không có cần trách nhiệm nhiều, rồi không có cần bỏ thời gian nhiều cho một cái sản phẩm. Mà nếu mà mình may thì Dung thấy nếu mà dễ chứ và không có chạy theo sản phẩm nhất là bằng cách là mình nhận về nhà mình may. Ai mà chịu nhận về nhà may thì cũng có tiền lắm á. Thì mình sẽ ở trong cái phòng mà mình thuê á, hoặc ở trong cái nhà mình thuê thì mình may đồ cũng ok lắm, cũng có tiền lắm. Nhưng mà bây giờ Dung lỡ ra ngoài Dung thuê rồi, cho nên Dung cứ đi theo đó Dung làm thôi. Cái công việc của Dung á, sửa đồ. Rồi các bạn có thể vô shop thời trang, các bạn xin bán thời trang, xin bán thời trang full time hoặc làm part time cũng được. Nói chung là rất là nhiều việc để mình lựa chọn ha. Rồi bán cà phê, rồi bán bô bà, rồi bán nói chung là rất là nhiều việc ha, để mình có thể mình đi xin việc làm, mình lấy cái giờ để mình làm theo cái mình có thể mình làm, mình vừa đi làm mình vừa đi học, hoặc là mình có thể mình làm hai ba chót ở đây người ta. Có một cái shop, một cái nữa nè, một cái lạ nữa là ở Mỹ á, người ta không có yêu cầu mình á là phải làm suốt tuần đâu các bạn. Mình có thể mình chọn những ngày mà mình làm luôn á, mình có thể mình chọn những giờ mà mình làm luôn. Ở Mỹ người ta rất là linh động về cái thời gian cho cái người làm việc, cho nên mình có thể mình chọn giờ sáng, từ sáng tới trưa, hoặc trưa tới chiều, hoặc chiều tới khuya, rồi mình có thể mình chọn 24/6 hay 3/5/7, hoặc là mình chọn có những cái chỗ người ta quy định á là không được chọn, nhưng mà những cái nhà hàng hay là quán ăn hay là
hay là những cái chỗ trà sữa, hay là những cái chỗ shop thời trang người ta cho mình lựa chọn hết. Mình chọn những cái giờ mà mình thấy thích hợp cho cái cuộc sống của mình. Những cái ngày mà mình cảm thấy là mình không có vướng bận thì mình sẽ đi làm vào những cái ngày và những cái giờ đó ha. Rồi công việc hãng xưởng dành cho nam và nữ luôn. Chẳng hạn như cái hãng xưởng tiện nè, rồi hãng xưởng chẳng hạn như là may tim á, rồi những cái hãng xưởng về ngành may, rồi hãng xưởng máy bay, nói chung hãng việc hãng xưởng rất là nhiều và tuyển rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình thấy cái việc hãng xưởng lại mặc dù là tuyển nhiều nhưng mà khó apply lắm. Tại vì thứ nhất đó là nếu mà mình có quen biết mà người ta đưa vô, mình chỉ cần quen biết đó là nhân viên làm trong đó thôi, chứ không phải là sếp hay là cấp trên hay cái gì hết, thì mình nghĩ á, mình thấy là người ta dễ nhận mình vô hơn đó. Cho nên hãng xưởng tuyển rất là nhiều nhưng mà cũng khó xin lắm, hoặc là mình có kinh nghiệm hoặc là mình có tiếng Anh thì cái đó là ưu tiên đó. Rồi việc việc cho nail và tóc nữa, cái đó là cái công việc Dung thấy hàng đầu ở Mỹ các bạn. Tại 10 người Việt mình qua Mỹ thì Dung thấy nữ, đối với nữ thì Dung đã thấy hết 6 7 người chọn một trong hai công việc đó rồi. No, nail nhiều hơn á, tóc chỉ trong một hai trong 10 người có một hai người chọn nghề tóc thôi. Nail thì hết 5 6 người, 6 7 người chọn nghề nail rồi. Cho nên cái công việc dành cho tóc và nail rất là nhiều luôn, tuyển rất là nhiều luôn, lúc nào cũng tuyển hết. Rồi việc làm cho chợ và nhà hàng thì cũng giống như cái phần trước Chung chia sẻ, nhà hàng cũng tuyển rất là nhiều. Rồi ai mà biết sửa máy móc, hay là ai mà biết làm bảng hiệu, hay là ai mà biết làm về du lịch thì cũng có tuyển luôn nè các bạn. Rồi việc thợ may rất là nhiều luôn nè, mình có thể mình nhận về nhà mình may gia công, rồi mình có thể mình tới shop mình may, hoặc là mình tới shop mình nhận, người ta nhận mình để vô trong đó sửa đồ để tính giờ á. Rồi công việc như là sửa nhà, sửa tiệm thì nó rất là nhiều luôn. Rồi cái công việc nữa là dọn nhà, là moving á, là có thể mình qua đây mình theo cái đội dọn nhà ở Mỹ này á, là phải nói là dọn nhà là thường xuyên luôn á, tại không có ai cố định ở một chỗ giống như ở Việt Nam mình hết trơn á, ở chừng 2 3 năm, 3 4 năm hoặc 1 năm mấy 2 năm lại chán lại dọn à. Cho nên lúc nào cái đội ngũ mà dọn nhà moving hay cái gì á, thì công việc làm đều đều luôn, lúc nào cũng có hết. Rồi cái công việc như là sức khỏe thẩm mỹ, rồi cái công việc như tử vi chiêm tinh nữa nè, bói này kia cũng làm được nữa đó. Rồi công việc giặt thảm, rồi công việc giày kèm huấn luyện, rồi công việc sửa ống nước. Ai mà có cái nghề riêng cho mình á, thì phải nói là mình chỉ cần muốn làm thì sẽ có những công việc để cho các bạn làm. Rồi công việc đấm bóp thư giãn nữa có luôn. Rồi công việc này nữa nè các bạn, công việc này mà phải nói là rất là cần ở bên Mỹ luôn, là công việc giữ trẻ. Công việc giữ trẻ là những cái chị như single mom, hoặc là những cái chị mà những cái gia đình mà neo người á, không có họ hàng anh chị em, bạn không có anh chị em hoặc bố mẹ ở chung á, thì người ta sẽ cần giữ trẻ. Cho nên cái công việc giữ trẻ phải nói là rất rất cần luôn, rất là cần luôn á, cái nhu cầu đó rất là cao ở bên này luôn. Công việc giữ trẻ lương cũng cao lắm đó nha các bạn. Rồi công việc chăm sóc người già, chẳng hạn như là bố mẹ hay ông bà lớn tuổi bệnh tật nằm chỗ, hoặc là vẫn đi đứng được nhưng mà không có ai ở cùng nói chuyện trò chuyện, hoặc là không có ai chăm nom ở gần, hoặc là tại vì các con cháu đi làm xa đó, nhiều khi sáng đi tối về cho nên không có ai ở chung với gia đình đó, thì người lớn tuổi ở nhà chân tay yếu thì cũng phải nói là rất là lo lắng, cho nên cần một người ở chung nhà
rồi chủ về, con cháu chiều tối về thì cái người mà giữ take care vậy thì sẽ về nhà, hoặc là có những anh chị đi take care cho người già theo giờ, chẳng hạn như tới giờ cơm trưa hoặc là tới giờ cơm chiều thì tới, chủ nhà nấu ăn sẵn rồi chỉ việc đút cho người lớn tuổi ăn thôi, hoặc là có những cái công việc dành cho các cô các dì, chẳng hạn như nấu ăn, là chẳng hạn như Dung biết có một chị á, là tới cái gia đình chủ làm neo đó nấu ăn, là coi như là một tuần nấu 2-3 lần á, mà một lần nấu cho 2-3 ngày, 2-3 bữa luôn cộng lại, rồi cứ để sẵn vô từng hộp rồi bỏ vô tủ lạnh rồi đi về, đó là coi như xong rồi đó. Rồi 2 ngày sau chị tới chị lại nấu ăn tiếp, là chủ á, đi chợ về sẵn, là chỉ việc nhìn vô là chị biết là món gì kết hợp với món gì rồi chị nấu, rồi chị lại bỏ vô hộp rồi chị đi về, chị nấu ăn vậy thôi rồi đi đi về, không có quét dọn nhà cửa. Khi mà quét dọn nhà cửa lại nó nằm ở một cái khía cạnh khác của người khác, chứ không phải vừa nấu ăn vừa kết hợp quét dọn nhà cửa, thì cái đó lương rất là cao, cho nên người ta chia ra như vậy. Còn còn các chú thì có cái công việc đó là tối á, có thể đi ngủ để trông ông già, thì một buổi tối á, đi tới ngủ thôi chứ không có làm một cái gì hết trơn á, chỉ đi tới ngủ thôi, một đêm người ta trả cho 80 đồng là chỉ để take care ông già thôi đó. Cho nên có những cái công việc ở Mỹ này nó rất là ngộ ha cả nhà, nó rất là ngộ nhưng mà nó lại làm ra tiền. Dung có cái duyên đó là giới thiệu việc làm cho nên hôm nay Dung mới làm cái clip này là như thế này. Ở tiệm Dung á, thỉnh thoảng có chị tới, Dung ơi, em có thể kiếm giùm chị ai mà trông con chị được không, em có thể em kiếm được không? Nói ok, chị cứ để điện thoại đây, rồi nếu mà có ai mà thích hợp làm cái công việc đó em sẽ hỏi cho chị. Rồi có chị lại hỏi chứ Dung ơi, cái chị nấu ăn cho chị á, chị nghỉ rồi, em có thể em kiếm cho chị cái cô nào mà 55 tuổi trở lên mà nấu ăn ngon thì em kiếm cho chị được không? Nói ok, chị để số điện thoại đây rồi em sẽ kiếm cho chị. Rồi mới hôm qua đây thôi, có một chị, Dung ơi, chị muốn bỏ cái tủ áo và chị muốn bỏ một cái tủ lạnh, em có thể kiếm ai dời đi giùm chị được không? Tại vì chị dời đi chỗ khác chị ở. Bảo chứ ông xã chị đâu, sao chị không nói ảnh phụ? Nói chị là single mom cho nên không có ai phụ hết, em có thể kiếm giùm chị được không? Cái Dung mới nói là cái đó thì em không biết, tại em chưa có quen người nào như vậy hết, nhưng mà về moving chuyên nghiệp thì rất là mắc, nhưng mà nói về bỏ một hai thứ rất là mắc, và người ta moving cái số lượng nhiều, xe to, mà nếu mà bỏ một hai món đó không biết là có ai phụ không nữa, có ai chịu không nữa, thì thôi chị cứ để số điện thoại ở đây em sẽ tìm cho chị đó. Cho nên Dung thấy là làm như là Dung có duyên giới thiệu việc làm hay sao á, Dung có duyên những cái điều đó, cho nên hôm nay Dung mới có cái suy nghĩ là Dung làm cái clip này, cũng mong là có thể giúp ích một cái một một tí tị gì đó cho cộng đồng người Việt của mình. Thì những cái gì mà có thể giúp được cho cộng đồng người Việt của mình, Dung hứa Dung sẽ giúp, Dung hứa Dung sẽ giúp theo cái khả năng của mình. Dung biết cái gì Dung góp nhặt được, Dung sẽ từ từ Dung sẽ chia sẻ với tất cả quý vị ha. Cái video này á, Dung có những cái vấn đề chia sẻ với tất cả mọi người về cái vấn đề việc làm khi mà mình qua Mỹ, tại vì gia đình Dung đã từng trải qua rồi, cho nên cũng có những thứ mình rất là sốc. Cho nên Dung biết là khi mà qua Mỹ á, mình được làm cái công việc hợp với mình, yêu thích của mình, hoặc là mình đã từng làm quen cái công việc mình đã từng làm qua thì nó rất là dễ. Nhưng mà có những cô chú Dung biết được á, là làm những cái công việc á chưa từng làm qua, hoặc là những cái công việc á nó cực khổ hơn, hoặc là những cái công việc nó thấp bé hơn so với ở Việt Nam, thì quả thật là rất là sốc, rất là tội. Rồi cái sốc
Thứ hai khi mà qua Mỹ á, là chỗ ở. Chẳng hạn như mình ở Việt Nam á, mình ở nhà xây kiên cố, hoặc là mình ở Việt Nam á, mình có nhà riêng biệt, hoặc mình ở Việt Nam á, gia đình mình sống rất là thoải mái trong một cái khu, trong một cái khu đất rất là rộng rãi, thoải mái. Nhưng mà khi mà qua Mỹ mình chỉ gói gọn trong cái phòng mình ở thôi. Tại vì á, mỗi cái căn nhà thuê đều có những cái khuôn viên, những cái sân để cho mình ra mình thưởng thức, mình ra mình ngồi uống trà, cà phê, không ai cấm mình hết. Tại vì sân ở Mỹ thì nhà nào cũng nên thơ, nhà nào cũng đẹp, nhưng mà thiệt, nhà nào cũng đẹp hết trơn á, rất là đẹp luôn. Tại vì những cái khu, những cái thành phố mà ở người ta quy định á, là chủ nhà là phải dọn dẹp vệ sinh nè, không được để rác rến nè, rồi á, hả, cỏ cây là phải cắt tỉa, nói chung nhà nào cũng nên thơ, nhà nào cũng đẹp. Nhưng mà thật sự á, khi mà qua Mỹ á, mình không có thời gian thưởng thức những cái khoảnh khắc đó đâu các bạn. Tại vì suốt một tuần á, mình đi làm, suốt một ngày mình đi làm, rồi tối về mình chỉ ăn rồi mình ngủ thôi, mình ở trong phòng. Rồi suốt một tuần mình đi làm á, mình có một ngày off thì mình chỉ muốn hưởng thụ thôi, mình muốn cho cái cơ thể mình nó thoải mái bằng cách là mình ngủ hoặc mình nghỉ ngơi, hoặc là mình đi shopping. Nói chung là không có thời gian để mà mình hưởng thụ cái khung cảnh xung quanh nhà mình đâu. Cho nên cái đó là cũng một cái hạn chế và bức xúc. Với lại những cái cô chú anh chị, những gia đình mà khi bước chân qua Mỹ sẽ rất là buồn. Cho nên tất cả những gì mà Dung trải qua, Dung muốn chia sẻ với tất cả mọi người để cùng nhau có thể biết trước được những cái gì sẽ diễn ra với mình. Như Dung có bạn ở Việt Nam á, Dung có bạn ở Việt Nam á, là cũng sắp qua Mỹ, thì cũng hỏi ở Dung ơi, theo bà nghĩ tôi qua Mỹ tôi làm cái gì. Rồi có chị nói Dung ơi, chị theo Dung, chị qua Mỹ chị làm cái gì. Thì thật sự là Dung không biết trả lời sao hết trơn á. Tại vì phải nói là khi mà mình qua tới đây rồi á, thì tới đâu mình tính tới đó. Mình cảm thấy cuộc sống mình nó cần cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Chứ nếu mà tính tôi qua Mỹ tôi sẽ làm cái đó thật sự là phải nói là không thể nào lường trước được. Tại vì khi mình bước qua một đất nước mới, một đất nước hoàn toàn mới, thì mọi thứ đều đảo lộn 360 độ. Mọi thứ đều thay đổi 100% luôn, để mình thích nghi, để mình tồn tại. Cho nên nó rất là khó trả lời. Phải nói là Dung nhờ ơn trên, nhờ ơn chú và mẹ, cho nên Dung mới được làm cái công việc của Dung, là cái nghề may vá của mình. Cho nên phải nói là Dung rất cảm ơn bề trên đã cho Dung cái điều đó. Cho nên ở Việt Nam Dung làm nghề may, qua đây Dung vẫn làm nghề may. Cho nên Dung cũng cầu chúc cho tất cả các anh chị em, cô chú được mọi sự như ý khi mà bước chân qua Mỹ, có thể làm quen và thích nghi với cuộc sống ở Mỹ một cách sớm nhất, và có thể đồng ý với cái hiện tại của mình, chứ đừng có sốc hay buồn, đừng có tại vì mọi thứ rồi nó cũng sẽ qua, mọi điều tốt đẹp nó sẽ tới. Cho nên thời gian đầu nó sẽ là một cái trải nghiệm, những cái thử thách cho bản thân mỗi người. Ok, video Dung xin kết thúc tại đây. Và hẹn các bạn video sau ha. Nếu mà có cái gì mà thắc mắc, hoặc là Dung nói sai cái gì đó, thì cứ comment ở dưới cho Dung hay để Dung biết, để Dung sửa đổi. Hoặc là Dung có thiếu sót cái điều gì đó thì cứ mạnh dạn comment ở dưới, Dung sẽ đọc hết. Và Dung sẽ rút kinh nghiệm ha, để Dung làm những cái video sau được tốt đẹp hơn. Dung xin cảm ơn mọi người. Bye bye, xin chào.